Thưa quý vị, với tâm niệm hạnh phúc là sẻ chia, từ nhiều năm qua, bà Đặng Thị Cẩm Vân, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu là cái tên thân quen trong nhiều hoạt động an sinh xã hội tại phường. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bà Vân đã từ bỏ tiền túi, tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để chia sẻ với những cảnh đời khó khăn. Trong căn nhà nhỏ tầm 30m2 này, chị Nguyễn Thị Mộng Vinh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu vừa nhận nuôi thêm hai đứa con của người em gái ruột mới qua đời. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị Vinh, khi vẫn còn đang nuôi một con nhỏ, kinh tế của gia đình không ổn định, bà Đặng Thị Cẩm Vân đã kêu gọi các chị em trong chi hội, các mạnh thường quân hỗ trợ định kỳ cho chị Vinh 500 ngàn đồng mỗi tháng. Từ đầu năm giờ chị cũng nhờ hội phụ nữ phường Hòa Cường Nam đã ủng hộ cho hai cháu, để cho hai cháu thêm tiền học. Chi hội phụ nữ ở chỗ chị Vân thì từ đầu năm trừ cũng có rất là quan tâm tới gia đình chị đến hai cháu và đã ủng hộ tiền cho hai cháu. Chị Vinh là một trong nhiều trường hợp được bà Vân và các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ thời gian qua. Bằng nhiều cách làm cụ thể, tấm lòng thiện nguyện của bà Vân đã truyền cảm hứng cho nhiều chị em trong hội. Từ khi mà có dịch xảy ra thì bản thân cá nhân của cô là đã đóng góp là vận động các mạnh thường quân hỗ trợ rất là nhiều suất ăn cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường. Chị cũng vận động rất là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho những cái gia đình mà khó khăn trong cái thời gian dịch xảy ra, cũng như là bình thường thì cô cũng đã hỗ trợ rất là nhiều hộ trong cái khu dân cư của cô. Thấy mọi người đều có những thùng mì nè, những chục ký gạo nè, hoặc là những em bé được cấp sách đến trường, được hỗ trợ tiền học phí, tiền trong những cái sinh hoạt phí trong gia đình, thì đó là cái niềm vui và niềm hạnh phúc. Luôn luôn mọi bên phía chi bộ và tất cả những chị em trong chi hội đều ủng hộ và nhiệt tình đóng góp cùng để cùng Vân thực hiện những cái phong trào này. Cho đi là còn mãi. Hạnh phúc lớn nhất với những người gieo hạt từ tâm như bà Vân chính là sự kiên nhẫn của chị em, sự vươn lên thoát nghèo của mỗi cảnh đời quanh mình.